Bạn có ước mơ, bạn có mục tiêu, bạn có định hướng, vẫn chưa đủ. Bạn còn phải biết cách ưu tiên. Có những việc bạn chỉ có thể hoàn thành tại một thời điểm trong đời. Thời gian trôi qua sẽ không còn cơ hội. Ưu tiên làm những việc ưu tiên của bạn, không phải của người khác. Sẽ chẳng là ích kỷ nếu bạn yêu quý bản thân. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến bạn phân tâm. Bạn cần phải biết rõ những giá trị nào làm nên cuộc đời mơ ước của bạn. Những viên gạch nào sẽ đắp nên con đường thành công của bạn. Những hành động nào mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Hãy ưu tiên cho hạnh phúc của chính mình. Hãy ưu tiên những người quan trọng đối với bạn. Đừng tốn thời gian làm những việc chẳng giúp ích gì cho bạn. Ưu tiên không những là một kế hoạch, ưu tiên là một chiến thuật trong cuộc sống. Chiến thuật khôn ngoan tạo nên sự tập trung. Tập trung vào những việc quan trọng nhất định để tạo nên những kết quả tuyệt vời. Đó chính là kiến tạo cuộc đời.